chương trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Kính chào quý vị, đại lý Tôi Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình tử vi số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng ta có một cái chủ đề của mỗi tuần lễ, và chủ đề của chúng ta hôm nay là chúng ta nói về cái chúng ta cần có những hành trang để cho sửa soạn, gọi là set up to be success cho cái năm 2017 của từng cá nhân một. Kính thưa quý vị, vì năm nay là năm Đinh Dậu, năm nay hành hỏa tức là đến trong cái tháng lệnh đó, và đến mùa hạ có cái tháng lệnh của hành hỏa, cho nên nó rất là vượng khí. Khi mà vượng khí ở trong hành hỏa rồi đó, thì đến mùa thu á, nó sẽ, tôi gọi là bị tử, nó sẽ mùa thu, khí của mùa thu năm nay á, nó sẽ yếu đi nhá. Và cái khí mà chúng ta đáng sợ nhất, lo sợ nhất của năm nay đó là cái khí mùa đông. Cái khí mùa đông là nó sát vào khí của mùa của cái hành hỏa năm nay. Và khí mùa xuân là cái khí gọi là hưu tù, nó không có gì cả, nó vô cùng chán nản, nó eo uột. Tức là chúng ta đã trải qua tháng 1, tháng 2, tháng 3 của âm lịch rồi, chúng ta thấy rồi là trong một năm, cái tháng này nó mọi sự nó đều thất bại, đều hỏng, đều eo uột. Từ cái vấn đề y khoa, cho vấn đề transportation, cho vấn đề mọi sự trong đất nước, nó đều eo uột, chán nản. Chúng ta đang sửa soạn vào trong cái mùa hạ, và bây giờ chúng ta đã nói về mùa thu, thì chúng ta chuẩn bị trước. Kính thưa quý vị, mùa thu năm nay như chúng tôi đã trình bày, đó là cái hành khí của mùa thu nó bị cái mệnh hỏa nó sát, nó làm cho nó eo uột đi. Nhưng mà thái tuế của năm nay nằm ở Dậu, cho nên là mọi sự biến động ở trong cái đất nước, mọi sự nó có biến động vào trong cái những ngày tháng từ 22 tháng 8 cho đến ngày 17 tháng 11, đó là có sự biến động ở trong năm của tháng mùa thu. Và năm 2007, tức là năm nay, chúng ta có nhiều biến động lắm, nhưng mà khí hỏa nó khắc, thành ra là sự biến động này nó tính cách là để mà ta gọi là sửa chữa bù đắp thôi, chứ không có gì nguy hiểm hung hãn cả. Và đất nước cũng vậy, cũng như là cái sự sinh hoạt của trong năm của toàn nước, và những người nước, nhất là những nước ở về hướng Tây, và trong nước của chúng ta cũng thế, tức là đất nước Mỹ chúng ta, thì nó sẽ động nhiều chuyện rắc rối nhất, đó là vào những ngày 22 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9, đó là vào cái tháng Dậu. Tuy nhiên, khí lực của nó là khí lực yếu đuối, không đem lại một cái gì thay đổi mới cả, nó chỉ có động nhất, và chúng ta cần giải quyết vấn đề là như vậy. Và cái chuyện đất nước cũng như thế. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày nhiều lần trước, thì cái tinh thần của một cái người chủ nhà đó, thì nó tạo thành cái sự phước đức trong cái tinh thần của một người chủ nhà. Và vận thế của cái người chủ nhà đó, người đàn ông đó, thì nó là cái vận thế chủ của cái sự biến thiên của cái người trong nhà trong năm. Và cái người chủ của một cái cửa tiệm, một nhà hàng ăn vân vân, hoặc là một cơ sở buôn bán nào đó, cái tinh thần của người chủ đó chính tính là cái sự vượng suy, là cái sự may mắn thành công thất bại của cái trong năm của cái business cơ sở đó. Nếu mà người chủ mà có mệnh hỏa thì chắc chắn là mùa hạ sẽ vượng, sẽ đem lại nhiều cái sinh khí tốt đẹp cho cái cơ sở của mình. Tức là hồn nào chủ đó, hồn nào thì tiệm đấy. Tức là chúng ta nói lớn hơn tí xíu nữa là người tổng thống của một đất nước, cái tinh thần của người tổng thống của một đất nước thành tựu hay không, tốt đẹp hay không, là cũng dẫn đến cái đất nước đó sự thành công hay thất bại. Thì chúng ta có ông Donald Trump, là ông là một cái vị tổng thống mà ông sinh vào năm Bính Tuất. Năm Bính Tuất thì nó gọi là hành hỏa. Thì kính thưa quý vị, như thế là năm nay chúng ta vào mùa hạ, ông Donald Trump sẽ đem lại nhiều cái tốt đẹp cho đất nước của chúng ta, đất nước Mỹ, từ ngày 26 tháng 4 cho đến ngày 23 tháng 6. Đó là ông Donald Trump là hành thổ. Ở hành thổ thì như vậy hỏa nó vượng, hỏa sẽ sinh cho thổ, như vậy là thổ cũng nhận được những cái điều tốt đẹp trong cái năm 2017. Và kính thưa quý vị,
chúng ta sẽ được nhiều lợi ích cho cái mạng của tuổi Bính Tuất, bởi vì thổ nó là được hỏa sinh ra. Và ngoài ra cũng nhân tiện đây thì quý vị có thể vào YouTube để xem chính bản thân tôi nhận cái trách nhiệm là xem tử vi cho ông Donald Trump hàng tháng, từ tháng 1, tháng 2 cho đến hết một năm. Mỗi một tháng ông Donald Trump điều kiện cuộc đời của ông phát triển như thế nào thì sẽ có ảnh hưởng đến nào đến với quốc gia, đến với nhân loại là như vậy. Khi quý vị nhớ vào YouTube để xem chương trình Trí Đức Tử Vi Donald Trump, quý vị sẽ nghe tôi nói về số mệnh của ông Donald Trump là như thế. Và kính thưa quý vị, chúng ta cô động lại tháng mùa thu là tháng rất là bận rộn cho đất nước, nhiều việc xảy đến, nhưng vì cái khí nó không là khí vượng hoặc là khí xung mà là khí ác, tức là cái khí bị tà, khí bị diệt, thành ra là động rất nhiều việc, nhưng mà cuối cùng là sắp xếp lại một việc, nó trở nên ổn định hơn và thành công hơn là như thế. Của tháng mùa thu, tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi cho phần thứ ba. Alo, tôi nghe đây ạ. Dạ, sinh 11 tháng 3 năm 2000, 10 giờ 45 sáng, Nam. Tôi xin lặp lại, 11 tháng 3 năm 2000. Năm 2000. Dạ, 10 giờ 45 sáng, Nam. 10 giờ 45 sáng, 10 giờ 45, Nam đúng rồi, 10 giờ 45 sáng. Như thế là sinh vào giờ Tỵ. Tôi xin lặp lại, người Nam sinh vào ngày 11 tháng 3 năm 2000, 10 giờ 45 sáng. Người Nam này năm nay mới có 18 tuổi. Đây là cái người tôi gọi là cái mệnh có thấy âm ngộ hắc khoa chứ không kiếp đấy. Đây là cái người cơ bản á, là người thanh niên mà có một cái bổn mạng trắng trẻ đẹp trai mà lo toan, giống như gái nha, người tốt bụng lắm nha. Nhưng mà sự sống thì rất là bươn chải mà cố gắng tạo cái cơ nghiệp của mình. Người này thì đi đều đặn như thế, và cuối cùng cuộc đời người này sẽ là người giàu có khi vào đến tuổi 52 tuổi trở đi mới giàu có nha. Còn cái bản mệnh đó, công việc sẽ có chức phận và làm việc sẽ thay đổi nhiều. Sau này tiền bạc thì tốt đẹp, nhưng mà công việc sẽ đổi thay rất là nhiều, và cứ làm đổi thay, công việc nó không ổn định đâu nha. Số mệnh như thế. Để biết hết cả cuộc đời, người này là một đời tâm tốt, cố gắng lo, và cái cuộc khổ nhất trong đời là kiếm tiền kiếm bạc, đó là số mệnh như thế. Chúc may mắn. Cảm ơn. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ của người kế tiếp ạ. Dạ, hello, cho em đặt câu hỏi. Em tháng sinh tháng 8. Sinh ngày 25 tháng 2 1984. Ngày 25 tháng 2 1984. Và sinh vào lúc mấy giờ? Dạ, 9 giờ sáng. 9 giờ sáng. Rồi, người này có cái mệnh số như sau. Đây là người nam, ngày 25 tháng 2 năm 1984 vào người nữ. Người này năm nay mới 34 tuổi thôi. Số mệnh như sau. Mệnh người này vô chính diều đó. Vô chính diều và quả tú là cuộc đời nó gọi là mình làm gì mình làm, có chồng có con đầy đủ, nhưng mà cuộc đời mình vẫn là người cô đơn nha. Hết lo việc này tới lo việc kia, thông minh giỏi lắm, nhưng cuộc đời bận rộn, chung chuyên vất vả lắm nha. Lấy chồng thì một đời cứ phải lo việc việc chồng với con, lo việc chồng con mãi cho đến khoảng 38 tuổi trở đi thì mới thật sự là sống cho mình được. Còn bây giờ là đầu tắt mặt tối lo chồng lo con thôi. Người này cẩn thận một điều là người này sau này đến tuổi 54 tuổi có bệnh nha. Có bệnh, nếu không cẩn chồng có thể mất nha. 54 tuổi trở đi, qua khỏi 54 tuổi thì sẽ thọ đến được 79 tuổi nha. Đó là cái, bởi vì tại sao có những lá số tôi nói về tuổi thọ, là những lá số tôi nói về sự tiền bạc, bởi vì nó nặng ký những cái bộ sao thất sát đó. Có khi những cuộc đời nó nặng về cái người này, nặng về cái sự làm việc cực khổ và bệnh tật dễ đi đến. Có những người nặng về tiền bạc, có những người nặng về đường con cái, thì tôi tập trung tôi nói cái điểm tránh trước. Còn nếu gặp riêng tôi thì tôi có thể dùng cho một tiếng đồng hồ, tôi có thể diễn tả hết tất cả để biết được cuộc đời mình một cách rõ ràng và chính xác hơn. Cái nét cơ bản của người này là cuộc đời, một đời lo chồng con, 38 tuổi trở đi thì mới khá, năm mấy tuổi thì có bệnh. Vì về tới đó là cẩn trọng sức khỏe. Chúc may mắn. Dạ, cho em hỏi năm nay em sanh đứa được có thuận không? Năm nay sanh được nha.
Nhưng mà phải chờ tới mùa thu mới mùa thu, mùa đông mới xanh mới tốt nha. Ok, dạ, xin cảm ơn. Chào cô. Xin cho biết năm tháng ngày giờ xanh ạ. Dạ, xin chào bạn. Là con tên Hòa mà sinh ngày 28 tháng 10 năm 71. À, 7 giờ 45 tối thôi. Tôi xin lặp lại. Ngày 28 tháng 10 năm 71 và dạ. 77 giờ 15 tối hả? 7 giờ 45 thầy. 7 giờ 45 tối. Dạ. 6 giờ 45. 18. Rồi, người này sinh vào giờ Dậu nhá, tôi xin nói lại. Người nam sinh vào ngày 28 tháng 10 năm 1971 vào giờ Dậu. Mệnh số của chú như sau nhá. Chú là người tôi gọi là thiên phủ vũ tướng triều viên. Một đời của chú là chỉ có kiếm tiền kiếm bạc và ra đời hay gặp cãi cọ, tranh đấu nha, để mà kiếm tiền kiếm bạc tạo cái cơ nghiệp cuộc đời của mình. Đời đầy sóng gió chông gai. Bây giờ chú đã 47 tuổi rồi nhá. Là chú vừa mới qua một cái tai ương, tức là năm ngoái là thê thảm. Bắt đầu từ năm nay trở đi, đời chú sẽ sống lại nha, sẽ làm lại cái cơ nghiệp của mình và tương đối là khá thành công thôi nha, khá thành công thôi. Chú sinh ra đời là cái người bươn chải, chiến đấu, gây gỗ về tiền bạc, tạo cái cơ nghiệp của mình, thất bại nặng nề, te tua. Mới bắt đầu từ năm nay, chú sẽ khá một cách trung lưu, tức là đầy đủ cơ sở sự nghiệp mình cho đến cuối đời của mình nha. Đường vợ con của chú thì đường vợ con của chú có vợ đó, nhưng mà nó là giống cái chùa đó, nó chống chẳng bao giờ gặp khó tâm sự với nhau. Cuộc đời nó có vợ con, nhưng mà trong cảnh tử tham, có nghĩa là có vợ đó nhưng mà giống như là cái chùa nó chống vắng nha. Đó là cái mệnh cơ của chú như vậy, đời chông gai nha, đường vợ con không tốt đâu. Nhưng bắt đầu từ năm tới tài lộc mới tốt lại cho đến cuối đời của mình luôn. Chúc may mắn. Dạ, cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin quý vị duyên chương máy, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Xin kính chào quý vị.